Phòng những năm 2010, thành phố có đến 9.560 trường hợp nhiễm HIV, trong đó hơn một nửa đã chuyển sang giai đoạn AIDS, 5.077 trường hợp đã tử vong. Trong số những người nhiễm HIV, có đến hơn 63% lây nhiễm qua đường máu, chủ yếu do tiêm chích ma túy. Tỷ lệ người bị nhiễm HIV do tiêm chích ma túy ở Hải Phòng chiếm hơn 43%. Chính vì vậy, việc triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV trong nhóm này là vô cùng cần thiết. Nhóm vòng tay bè bạn được thành lập từ năm 2007 tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ban đầu đây là ngôi nhà chung của những người muốn từ bỏ ma túy ở Hải Phòng, với mục tiêu tiếp cận người nhiễm HIV, đối tượng có nguy cơ cao như người nghiện ma túy, gái mại dâm, để tuyên truyền, vận động đưa họ tiếp cận các dịch vụ y tế, điều trị ARV đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Những người anh em trong nhóm vòng tay bè bạn này sẽ đi tiếp cận và tư vấn cho những người sử dụng ma túy. Và khi trong quá trình đấy thì những người nào mà có nhu cầu mà về điều trị methadone thì nhóm sẽ hỗ trợ cho họ vào điều trị methadone. Và trong cái nhóm anh em sử dụng ma túy đấy mà nếu như mà có ai là người mà không may bị nhiễm HIV thì là nhóm cũng chuyển gửi họ đến các cái cơ sở điều trị ARV để làm sao cho cuộc sống của họ cũng như là cái sức khỏe của họ được tốt hơn. Thời gian đầu hoạt động, nhóm vòng tay bè bạn đã gặp không ít khó khăn, bị nhiều người gièm pha và ánh mắt kỳ thị. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực và sự quyết tâm, nhóm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, chung tay góp sức cùng ngành y tế hướng tới các mục tiêu trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Đến nay, nhóm vòng tay bè bạn đã giúp được không ít người nghiện ma túy Hải Phòng từ bỏ hẳn ma túy hoặc chuyển sang điều trị bằng thuốc thay thế methadone. Chỉ riêng trong năm 2022, nhóm vòng tay bè bạn đã thực hiện hàng trăm lượt tư vấn, hỗ trợ 10 người nhiễm HIV dùng thuốc ARV, thuyết phục 53 người sử dụng ma túy điều trị methadone, hỗ trợ 140 người mua bảo hiểm y tế. Như ở Hải Phòng thì địa bàn thì rộng, mà bây giờ thì các cái tụ điểm thì gần như là bọn chị sẽ phải đi vào những cái ví dụ gầm cầu này hay là cái khu xóm trọ này, có cả nghĩa trang ấy, họ sử dụng ma túy ở trong những cái khu hẻo lánh như vậy. Thì khi đến đấy thì bọn chị cũng sẽ xin phép rồi nói chuyện với họ, rồi để tư vấn cho họ để làm sao mà họ sẽ nhận được cái bơm kim tiêm này, cái bao cao su để cho họ phòng tránh cái lây nhiễm HIV. Với vai trò hoạt động phòng chống HIV vì cộng đồng, suốt 16 năm qua, nhóm vòng tay bè bạn đã phát huy vai trò tuyên truyền viên đồng đẳng trong phòng chống HIV/AIDS, có phần giảm tình trạng người nhiễm HIV trong nhóm nghiện trích ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Dự án DRIVE giai đoạn 2016-2021 được tài trợ bởi Cơ quan Nghiên cứu Quốc gia về HIV/AIDS và viêm gan của Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng với mục tiêu đánh giá can thiệp phối hợp điều trị và dự phòng HIV cho cộng đồng người nghiện trích ma túy tại Hải Phòng. Trong giai đoạn thử nghiệm 2 năm trước của dự án đã mang lại kết quả khả quan và ghi nhận không có ca nhiễm HIV mới nào. Với mạng lưới cộng đồng rộng khắp, số lượng nhóm đồng đẳng tham gia dự án lên tới 20 nhóm. Các nhóm tham gia dự án như nhóm Hải Đăng, vòng tay bè bạn đã được thành lập và thực hiện các công việc hỗ trợ cộng đồng. Không chỉ là những công việc truyền thông, tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm, phát vật phẩm an toàn cho người sử dụng và tiêm chích ma túy. Nhóm còn giúp người bệnh làm giấy tờ tùy thân để được tham gia vào các chương trình điều trị methadone và ARV. Kết quả nghiên cứu DRIVE thêm bằng chứng khẳng định dịch HIV ở người nghiện trích ma túy tại Hải Phòng đã kết thúc, tỷ lệ mắc mới dưới 1 trên 1.000 người. Thành công của dự án DRIVE tại Hải Phòng cũng đã chứng minh vai trò của các tổ chức cộng đồng trong công tác đẩy lùi dịch bệnh HIV trong nhóm người nghiện trích ma túy. Các nhóm cộng đồng thì có vai trò rất là quan trọng trong cái việc phòng chống HIV trong nhóm tiêm chích ma túy. Bởi vì trước hết thì là họ là những người mà hiểu rõ nhất các vấn đề của những người tiêm chích ma túy. Hiểu là họ cần gì, hiểu là những cái khó khăn của họ là gì, hiểu về tâm lý, tình cảm của họ. Cái điều thứ hai nữa là các nhóm cộng đồng là những cái nhóm mà có được cái niềm tin của những cái người tiêm chích ma túy. Bởi vì nhiều người trong số họ cũng là người đã từng tiêm chích ma túy, hoặc là có người thân là người tiêm chích ma túy, cho nên là họ tin tưởng, họ có cái lòng tin của những người tiêm chích ma túy. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái việc mà sử dụng ma túy ở Việt Nam là bất hợp pháp, là cái hành vi mà bị xã hội lên án, cho nên là
khó để mà có thể cho người tiêm trích ma túy bộc lộ cái việc mà mình tiêm trích ma túy với một cái người mà người ta không tin tưởng. Thế thì cộng đồng có cái niềm tin đấy. Cái điều thứ ba nữa là mỗi một cái người mà ở trong các nhóm cộng đồng ấy, thì tôi cái điều mà tôi thấy rất là rõ là họ có cái mong muốn được đóng góp cho cộng đồng, được có ích cho cộng đồng. Cho nên là họ có cái sự cam kết rất là lớn trong cái việc là làm sao để có thể đóng góp được cho cộng đồng, cho xã hội và giúp đỡ cho những người bạn của mình. Thì đấy là ba cái yếu tố mà tôi nghĩ là làm cho cái vai trò của những cái các cái nhóm cộng đồng nó trở nên rất là quan trọng. Theo thống kê hiện nay tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nghiện trích ma túy dù đã giảm rất nhiều so với giai đoạn năm 2001-2002, tuy nhiên vẫn ở mức cao, khoảng 10-12%. Nguyên nhân chủ yếu do hành vi tiêm trích không an toàn và quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su hoặc sử dụng bao cao su không đúng cách. Các can thiệp giảm tác hại như cung cấp, hướng dẫn người nghiện sử dụng bơm khi tiêm sạch, bao cao su khi sử dụng và điều trị các chất giãn thuốc viện bằng thuốc thay thế methadone là những biện pháp được xem là hữu hiệu nhằm ngăn chặn sự lây lan HIV trong cộng đồng. Tuy nhiên, các chương trình này hiện đang đối diện với rất nhiều khó khăn. Gánh nặng với người điều trị methadone là họ hàng ngày phải để uống thuốc và trong thời gian rất dài, dẫn đến tỷ lệ bỏ điều trị khá cao. Trong khi đó, khi đã sử dụng ma túy thì rất khó để có hành vi an toàn. Chính vì thế, các tổ chức phòng chống HIV dựa vào cộng đồng, hay còn gọi tắt là CBO, các đồng đảng viên là nhóm hoạt động rất cần thiết của chương trình phòng chống HIV/AIDS. Họ đóng vai trò quan trọng là cầu nối trung gian giữa người quản lý, điều hành chương trình với cộng đồng. Những bài học đắt giá từ chính cuộc đời họ đã góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng và trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Vì vậy, trong thời gian tới, cùng với sự vào cuộc của chính quyền, các mô hình mạng lưới cộng đồng cần tiếp tục được nhân rộng, hỗ trợ để phát huy khả năng, góp phần thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.